Chào mừng cả nhà mình quay trở lại với kênh Hoa Sứ Lê Gia vào lúc 7 giờ tối hàng ngày ha. Hôm nay bên vườn em giới thiệu cho mình tham khảo một số cây sứ ghép ha. Trong video hôm nay thì cây ghép một màu, có nhiều màu cũng có luôn nha cả nhà, cây hàng VIP luôn. Và bên em bán, em gửi hàng đường Sa Tô Châu và đường Bưu Điện nè, em bao ship nguyên chậu giao tận nhà cho mình luôn. Số điện thoại đặt hàng là 0981813055. Số đó em có xài Zalo, mình có thể kết nối Zalo rồi nhắn tin nha cả nhà. Rồi mình đến với cây số 1. Số 1 mình tham khảo một giống hoa thơm, cây to chứ nè. Đây, ghép giống lạc long quân, 3 lớp màu hồng có sọc. Lạc long quân thơm đậm mùi hoa chùm ha. Hoành củ là 79 ha. Củ vàng củ cơ bắp đè. Cây này nó cao, tính từ đáy chậu lên là cây mình cao có khoảng là 1m2 nha, tựa dài. Ghép 6 bo 650.000. Đây mình coi mặt hoa nó lại một lần nữa giùm em. Hoa thơm, ai thích sưu tầm mấy giống hoa thơm thì chọn mấy giống này ha. Rồi tiếp số 2. Số 2 tiếp tục một giống hoa thơm nữa nè. Mà mẫu hoa này là hoa năm cánh. Mưa nó bị dập cánh. Đây là Zanda, hoa năm cánh, nền đỏ sọc vàng cam ha, thơm đậm mùi hoa rộ. Zanda, hoành củ là 79, ghép 8 bo 600.000. Số 3, cây hai giống hai màu nè. Quyết thắng 3 lớp màu đỏ. Ready Lady 3 lớp màu vàng. Em ghép xoay chung quanh á là Ready màu vàng. Đây mình thấy nè, xoay chung quanh là màu vàng ha, còn ở chính khoảng giữa lên là màu đỏ. Em ghép hai màu thì em cũng phối xoay sao cho cây mình nhìn ngó dễ coi. Cây này ghép 13 bo hai màu 450.000. Hoành gốc là 67, ghép hai màu vàng và đỏ, hoa 3 lớp hết. Số 4. Số 4 là Vân Ngọc, 5 lớp màu đỏ viền trắng. Cây này cái tàn cây kêu bằng nhìn xuất sắc luôn nè. Hoành củ là 66, củ già. Đây mình nhìn hai mặt củ ha, củ già lắm luôn. 260.000 ghép 6 bo. Số 5. Số 5 cây hai giống. Cây này ghép 8 bo mà có ghép xoay chung quanh là 3 bo là Hạnh Phúc. Hạnh Phúc 3 lớp màu trắng, sọc hồng họng vàng, ghép 3 bo 3 gốc. Còn ở chứ khoảng giữa là Mỹ Diệu 1, 4 lớp màu vàng tươi hoa thơm. Cây này tựa dài ha. Củ to, hoành củ là 85. Ghép hai giống hai màu. Trắng sọc hồng với lại màu vàng tươi hoa thơm. Hoành củ 85 ghép 8 bo 750.000. Số 6. Số 6 là Kim Lân. Hoa 3 lớp nền trắng và đỏ hoa thơm. Cây mình ghép 11 bo 150.000, hoành củ cỡ 57 ạ. Số 7. Số 7 một giống hoa thơm. Thơm thoang thoảng nhẹ thôi ha. Đây mình thấy cái tàn cây mình xuất sắc lắm luôn nha cả nhà, tàn lá xum xuê, cây đang nụ như hình nè. Cây này có khoảng là 3 ngày nữa thì nó bung ra màu vàng cam rực rỡ luôn. Cây này thì em ghép giống là Mỹ Linh 23, hoa 3 lớp nền vàng cam. Chạy gân đỏ đều cánh hoa, điểm nhấn của nó là cái sọc đỏ giữa cánh nè. Giống này hoa chùm, hoa cực kỳ rộ nha. Tàn cây bung rộng ra gần 1 mét. Tựa dài. Mình thấy cái bo ghép mình nè, một bo ghép nó lên nè. 4 nhánh rồi từ cái nhánh này nó phân con ra nữa nè. Nhìn tàn cây mình xôm xuê. Củ thì cái hình củ này khá là ưa nhìn nha. Hoành củ là 70. Hai mặt củ đều giống nhau như vậy ha. Củ khá là ưa nhìn. Ghép 6 bo 400.000, Mỹ Linh 23. Cây này em nhìn là tạm cho nó là được 9 điểm rưỡi á cả nhà. Mình nhìn từ tàn cho tới củ nè. Tiếp số 8. Số 8 là Tuyệt Đỉnh Hồng, hoa 5 cánh. Giống Tuyệt Đỉnh Hồng thì hoa rộ lắm. Nói chung bên vườn em ghép hàng thì em chọn những cái dòng năm cánh thì hoa phải là cực kỳ rộ để cho khách mình có hoa ngắm ha.
chứ không có ghép những cái giống, không có chạy theo mấy cái giống mới quá. Mấy cái cứ chạy theo giống này, có nhiều giống nói thật, chứ em mua về khách yêu cầu thì em vẫn mua về em ghép đó. Mà ghép về có khi ở vườn mà em chả có thấy được cái hoa của nó luôn, cứ thấy nó ra lá rồi hoa nó cứ mới lú lú lên là nó hư không à. Nên em chọn những cái dòng mà làm dễ ra hoa, mình chơi hoa là mục đích mình để ngắm hoa thôi. Nên em chọn những cái dòng mà dễ ngắm hoa, có hoa nhiều, hoa rộ là em ghép. Rồi như mã số 8 này ha, tuyệt đỉnh hồng hoa 5 cánh, dòng 5 cánh nhìn đơn giản nhưng có cái là hoa rất là rộ. Mặc dù mưa bão nó cũng vẫn cho hoa bình thường, ít có bị hư hơn mấy cái loại mà nhiều lớp. Rồi mã số 8 7 bo 250.000, dạng củ tròn. 250.000, cây này cái hình củ của nó là cỡ khoảng 3,5 gang tay vòng lại á. Tuyệt đỉnh hồng. Số 9, Vân Ngọc, 5 lớp màu đỏ viền trắng. Đây Vân Ngọc. Đỏ đi cái viền trắng ngoài nè, hoa 5 lớp. Tàn bung rộng tựa dài. Cái tựa dài có một số là đây phía nhánh bên đây là nó thay lá, nó đang ra nó non lại nè. Cái xứ nó rất là dễ chăm sóc, cứ hễ cái lá nó già thì nó sẽ thay theo tự nhiên, nó thay lá rồi nó lại ra nụ ra hoa tiếp chứ không có gì đâu. Có một số khách cứ thấy lá rụng này kia là điện hỏi em là có chết không. Không có chết đâu nha cả nhà. Cây nhổ lên em bỏ cả tháng trời em chưa có động tới nó, nó vẫn sống bình thường. Có cây nhổ 3-4 tháng, mấy cái cây mà hành cũ mà to to cỡ 1 mét, 1 mét mấy là em nhổ em để gần nửa năm không xi nhê gì đâu ha. Còn cây cũ nhỏ nhỏ thì em nhổ em để cả tháng 2 tháng thì vẫn bình thường, không chết đâu mà lo nha. Rồi cây này là mã số 9, ghép Vân Ngọc, 5 lớp đỏ viền trắng. Có một bo này là T1, 3 lớp đỏ viền tím. Cây ghép tổng 8 bo, hoành củ 68, ghép 2 giống màu đỏ mà hai nét đẹp khác nhau nha. Một loại thì đỏ viền tím, một loại thì đỏ viền trắng nha cả nhà mình. Bên em ghép hai màu thì không có cho nó đụng hàng với nhau, nó cũng có cái nét đẹp riêng của nó, nên mình cứ yên tâm mà chọn lựa ha. Rồi cây này là 420.000, cây hai màu, hai màu đỏ mà cái đỏ viền trắng và cái đỏ viền tím nha. Tiếp số 10 nè, số 10 là Khả Ngân. Khả Ngân hoa 3 lớp, lớp bìa nó đỏ nè, sọc trắng, còn hai lớp trong nó đây ạ. Xây hoa to. Khả Ngân củ già tựa dài. Hoành củ là 71, củ dạng cơ bắp nè, ghép 6 bo 600.000. Đây mình nhìn lại mặt hoa Khả Ngân một lần nữa ha. Số 11. 11 là Hoàng Phi Hồng, hoa 3 lớp màu vàng. Nó nở vài ngày thì cái nền vàng nó sẽ đầu cánh nó sẽ phớt phớt hồng vô nha. Ai thích vàng đậm thì chọn cái giống này. Đây cây Hoàng Phi Hồng này tàn xum xuê luôn ha. Củ thì củ già, nhìn cái củ này rất là chất luôn. Hoành gốc là 79. Đây mình thấy cái củ này đẹp hoàn hảo luôn nha cả nhà. Tàn cây thì xum xuê, cây đang nụ như hình nè. Hoành củ 79, 650.000. Cây này ghép bao nhiêu bo không có đếm luôn ta. Để coi bao nhiêu. 2, 4, 5. Cây ghép 8 bo ha. Hoàng Phi Hồng ghép 8 bo, hoành gốc là 79, 650.000. Em tiếp 12. 12 là Nguyệt Tâm 5, 4 lớp màu đỏ. Nguyệt Tâm 5 cây đang nụ nè, nụ giống quả ớt chín chưa. Cây ghép 12 bo, hoành củ 66. Cái củ này thì mới nhìn qua hơi quá quá, nhìn giống như con cua nè. Có hai cái càng luôn. 400.000, Nguyệt Tâm 5 củ hình giống cua. Số 13. 13 cây 2 giống 2 màu. Cây này thì em ghép một phân nửa với bên đây là Vân Huế 7, hai lớp màu hồng. Và một phân nửa tàn bên đây là Quyết Thắng 3 lớp màu đỏ. Cây 9 bo 160.000, cây này củ to lắm cả nhà ơi. Cái hoành củ này á, là nó cỡ
gần 60 luôn nha, củ rất là to. Nó vô cứng cái miệng chậu này luôn rồi. Đây em rạ má vô gần cho mình thấy, củ to mà củ vàng gồ ghề, nhìn lạ mắt à. Cây hai màu nha, màu hồng màu đỏ, chín bo nữa, 160.000. Tiếp số 14. Đây, số 14 là một giống của bên vườn em mới test ra ghép thử này. Tên là Đại Hồng Kỳ nha. Đang phân dân, không biết đặt tên gì. Có cái anh khách đó vô, ông gợi ý là nên đặt tên là Đại Hồng Kỳ. Thấy xe hoa cực kỳ to, rồi em cũng đồng ý đặt tên đó luôn nè. Nó mới nở ra thì nó màu đỏ nha, đỏ viền tím. Đẹp, đỏ viền tím nhẹ nhẹ. Họng hoa màu vàng. Rồi, cây Đại Hồng Kỳ, cây ghép là 2-4-5 bo nha, 5 bo củ già. Cái củ này thì hành củ của nó là cỡ khoảng là 60 ha. Cây này thì nó muốn hết chất trồng rồi. Cây thì em cắt lấy giống ghép rồi nên nó bung tựa lại này. Củ to, ghép 5 bo. Cây này em bán 150.000, ship nhỏ. 150.000 là cộng ship nhổ á nha. Cây này mình mua thì em nói thật, mình mua thì mình nên nhổ đi, về cái mình cắt tỉa rễ rồi trồng lại, vì cái chậu này nó hết chất trồng rồi, đi nguyên chậu cũng bị phí tiền ship. 150.000, cây này thì đi ship nhổ. Tiếp số 15. 15 là kim ngân. Kim ngân hoa 5 cánh, cây đang nụ như hình. Cây kim ngân ghép 10 bo, 150.000. Số 16, 16 cái cây củ hình hơi quái quái, ghép 2 giống. Gia Tuệ 5 cánh với lại Bích Loan 2, hoa 4 lớp, hoa thơm. Cây 2 giống mà đều 2 giống hoa thơm hết, Gia Tuệ với lại Bích Loan 2. Củ hình hơi quái nè. Ghép 8 bo, 150.000. Số 17, 17 là Lucky, hoa 3 lớp, màu đỏ có cái sọc trắng giữa cánh hoa nè cả nhà. Lucky cái phần đế dưới đây nè, đi cái hình như vậy nhìn cũng khá là đẹp mắt. Cây ghép 8 bo, 150.000, Lucky. Tiếp 18, cây cuối 18, cây hàng vip củ to nữa nè. Cây này thì hình cũ là 81, ghép 2 giống 2 màu. Ghép ruby 5 cánh màu đỏ với lại sĩ thư 1, 3 lớp trắng viền hồng, hoa thơm nhẹ, đầy sĩ thư, có nụ luôn. Cây mình ghép 12 bo mà 2 giống. 2 giống này là hoa cực kỳ rộ không nha. Hoành củ 81. Mình thấy cái củ nó chia ra nhiều khối nè, nó chia tép đều củ hết nha. Cây này là giá 1 triệu. Cây đang vô nụ nhỏ đây nè. Ruby cũng đang chớm nụ nhỏ. Rồi, hôm nay thì em giới thiệu cho mình xem một số cây này ha. Cả nhà mình xem, nếu thấy yêu thích cây nào, muốn đặt hàng ủng hộ cho vườn em thì cứ gọi theo số máy 0981813055. Em xin nhắc lại, em bán hàng, em gửi hàng đường xe Tô Châu và đường Bưu Điện ha. Em bao ship nguyên chậu cho mình luôn. Cô chú và anh chị, ai là khách mới vào xem kênh của em thì cho em xin một nút đăng ký ha. Cho em một nút đăng ký để đó là làm cái động lực cho em làm video nhiều hơn nữa cho mình tham khảo ạ. Rồi, em xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ.